cúng ông địa và thần tài hàng ngày đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa tâm linh của người Việt. Bạn có bao giờ tự hỏi có nên cúng cà phê cho hai ông không? Thực tế, nhiều gia đình đã chọn cà phê như một cách để thể hiện lòng tôn kính và biết ơn. Cà phê không chỉ đơn thuần là một thức uống mà còn là biểu tượng của sự chân thành. Vậy thì, ông địa và thần tài thích uống cà phê gì? Cà phê đen hay cà phê sữa? Điều này thật sự phụ thuộc vào quan điểm và truyền thống của mỗi gia đình. Nếu bạn thấy rằng cúng cà phê sữa mang lại ý nghĩa đặc biệt cho bạn, hãy tự tin thực hiện. Ngoài việc lựa chọn loại cà phê, cách đặt bàn thờ cũng rất quan trọng. Bàn thờ nên được đặt ở vị trí trang trọng, dễ thấy và hướng ra cửa chính để thu hút tài lộc. Đừng quên trang trí bàn thờ với những vật phẩm mang ý nghĩa may mắn như đồng tiền, hũ gạo, hũ muối và hũ nước đấy. Ánh sáng cũng cần được chú trọng, sử dụng đèn vàng để tạo không gian ấm cúng. Cuối cùng, việc cúng ông địa và thần tài hàng ngày hay không còn tùy thuộc vào tín ngưỡng và thực hành của mọi gia đình. Nếu bạn cảm thấy việc này mang lại sự bình an và thịnh vượng, hãy tiếp tục duy trì. Theo Leon Coffey, điều quan trọng nhất là sự chân thành và tâm huyết trong mọi lễ cúng. Hãy để những nghi lễ này trở thành cầu nối giữa bạn và nguồn tài lộc thịnh vượng trong cuộc sống.